Cập nhật thông tin mới về vụ cháy quán karaoke An Phú tại Bình Dương. Vào tối 7 tháng 9 năm 2022, nguồn tin của báo Thanh Niên cho biết công tác tìm kiếm thi thể các nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke An Phú cơ bản hoàn tất. Tổng cộng có 32 thi thể nạn nhân đã được tìm thấy. Theo nguồn tin, trong tổng số 32 nạn nhân, có 15 thi thể là nữ nhân viên của quán karaoke, còn lại là 17 thi thể nam. Toàn bộ thi thể các nạn nhân cũng đã được đưa về nhà xác của Bệnh viện Đa khoa Thuận An để khám nghiệm tử thi, nhận diện danh tính. Tại đây, các thi thể mà thân nhân nhận diện được hầu hết là các nạn nhân nữ. Ngoài ra, vẫn còn 11 nạn nhân bị thương vẫn đang được chữa trị tại các bệnh viện ở Bình Dương, trong đó có 3 người bị thương nặng, còn lại thì bị ngạt khí. Lãnh đạo Sở Y tế Bình Dương cho biết cũng đã chỉ đạo các bệnh viện có nạn nhân vụ cháy quán karaoke đang điều trị phải tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể để cấp cứu, chữa trị cho các nạn nhân. Vào chiều cùng ngày, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã có báo cáo sơ bộ về vụ cháy quán karaoke An Phú ở phường An Phú, thành phố Thuận An. Theo đó, hé lộ nguyên nhân dẫn đến vụ cháy có thể do chập điện. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, cơ sở kinh doanh karaoke An Phú nằm tại số 166C đường Bùi Thị Xuân do ông Lê Anh Xuân, 42 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh làm chủ. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới về vụ cháy trong các bản tin sau.